Sư tử đực giết trâu rừng 800kg giúp bạn tình. Sư tử cái chạy về phía con trâu đực to lớn đang gặm cỏ một mình trong vườn quốc gia Tangariwe ở Tanzania. Nhưng chưa kịp tới gần, nó đã quay lưng bỏ chạy vì bị con mồi đuổi ngược. Sư tử đực lặng lẽ theo dõi từ xa và thể hiện bản lĩnh săn mồi khi chứng kiến bạn tình bỏ cuộc lần thứ hai trong vòng vài giây. Sư tử đực quyết định tự săn trâu rừng. Nó tăng tốc đuổi theo trồm lên lưng trâu rừng từ phía sau, ngoạm sống lưng và vật con mồi xuống đất. Trâu rừng dãy giụa chưa kịp đứng dậy đã bị sư tử đực ngoạm vào động mạch cổ nhanh như chớp. Sư tử cái cũng chạy tới bồi thêm một nhát cắn vào đùi con mồi. Chuyến đi săn kết thúc với cảnh hai con mèo lớn khác cùng đàn chạy tới tham gia xé xác trâu rừng đang nằm bất động.